Xin chào quý khán giả thân mến, đã quay trở lại kênh YouTube Mỹ Vlog. Hiện tại thì hôm nay bà con sẽ tổ chức một bữa cơm để mời anh Trao và anh Long. Đây là anh Long là một người khách quý của anh Mỹ và bà con Háo Chua ở đây. Và đây là em Dí. Em Dí đang nấu nồi cơ thứ hai nhỉ, em Dí nhỉ? Vâng. Đây là nồi cơ thứ hai. Và đây là bà con đang lặt. Và em Mỹ có một hai người khách quý nữa. Thì quý khán giả thân mến hãy đồng hành cùng em Mỹ. Có một cái giấy cam kết chất lượng thì không đảm bảo thì không kiện cáo gì với nhau cả. Đấy, nói thẳng nhau như thế nó dễ. Em chào anh ạ. Đây là người khách quý của anh Mỹ. Đây là anh Trao Vlog. Xin kính chào tất cả quý khán giả trên kênh YouTube Mỹ Vlog. Ngày hôm nay thì đã Trao được làm khách quý. Đó, quý như nào nhỉ? Rất quý, quý như ba mẹ. Quý như ba mẹ à? Thế là ngày hôm nay thì cha cũng nhận được lời mời của bà con. Bà con sẽ tổ chức một bữa cơm để mời tất cả những anh em mà đã cùng giúp đỡ bà con làm đường ăn một bữa cơm. Và mình cũng sẽ kết hợp bữa cơm đó làm cái buổi tổng kết luôn. Thì anh cũng đã chuẩn bị rất là nhiều quà cho mọi người rồi đấy. Em cũng rất là cảm ơn anh ạ. Thế bây giờ sẽ làm gì tiếp theo nào? Bây giờ thì anh em đã mua được thức ăn về rồi. Thì em phải, anh là một người khách quý của em. Nhưng mà em cũng phải nhờ anh để anh nấu cơm cùng với bà con. Ôi dồi ôi. Sao lại bắt khách đi nấu cơm này? Nhưng mà tại vì là hôm nay, chính là ngày hôm nay nữa thôi đã kết thúc và không được gần nhau. Và cũng không được ăn món cơm ngon của anh rồi. Thì hôm nay anh Mỹ sẽ mời anh Trao nấu cơm hộ bà con. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng. Nhưng mà anh hỏi thật là trước giờ nấu cơm có ngon không? Là có anh ạ. Quá là ngon. Không biết là nếu mà trên tay mà anh đi rồi thì bà con sẽ chắc chắn là sẽ nhớ bữa cơm của anh. Nói chung là trong vòng 3 tháng thì mọi người đều ăn cơm trưa ở đường. Đấy, nó là một cái nhịp sinh hoạt mà có lẽ là cũng thành một cái thói quen đấy. Thì bây giờ khi mà không còn những cái bữa cơm như vậy thì cha cũng nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ rất là nhớ và có thể là hơi nuối tiếc một chút, hơi buồn và cũng không có tiếng vui và không có tiếng cười như những ngày trước mà bà con đã ăn cơm ở trong lá này nữa. Nhưng mà này, anh nghe một cái thông tin mọi người bảo là làm được chậm chậm thôi để bữa trưa còn ăn cơm với nhau cho vui ấy, có phải không? Dạ có, và đây cũng là cái suy nghĩ của em Mỹ. Em Mỹ nói là nếu mà kéo được thời gian dài thì em Mỹ sẽ kéo được thời gian dài hơn nữa để các quý vị khán giả và anh Long cùng với anh Trao Vlog sẽ ở cùng với bà con một cái thời gian dài hơn nữa. Tại vì là bà con và em Mỹ chưa muốn để anh Trao và anh Công Nguyên Đá rời sang bà con. Nói chung là anh nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có sự kết thúc thôi, đúng không? Cái gì vui, niềm vui nào nó thì nó cũng sẽ phải dừng lại thôi, đúng không? Đúng ạ. Chúng ta không thể vui với nhau mãi được thì anh cũng sẽ phải đi công việc của anh nữa. Xong rồi mọi người cũng ở đây cũng phải đi làm kiếm tiền nữa. Thì ngay buổi sáng khi mà lên đây thì mình đã gặp anh Lúa và anh ấy cùng bố chồng của mình đã đi xuống Hải Dương kiếm tiền rồi chứ không kịp ở lại để ăn liên hoan nữa. Tức là cái sự sốt ruột nó đã kiểu rất là dâng cao rồi, mọi người phải đi thật nhanh để kiếm tiền rồi không kịp ở lại uống rượu ăn cơm nữa. Hôm nay thì anh Lúa lại không ở với bà con rồi. Đã mất một cái tiếng cười rồi. Mất một cái tiếng cười, đúng rồi. Anh Lúa là một người anh mà mình cũng rất là yêu quý và tôn trọng ở trên Hầu Chua. Thế thôi được rồi, bây giờ và xin giới thiệu với quý khán giả thân mến là hôm nay thì bà con cũng không mua được cái gì nhiều nên là chỉ mua được một ít giòi với lại mang và cà thịt đây là thịt lợn đen, đây là thịt lợn đen.
thịt đấy luộc à? À, thì đấy là chắc là phải luộc anh ạ. Luộc đúng không? Đây là thịt lợn đen mà của người Mông nuôi ạ. Cũng hôm nay thì cũng không mua được cái gì nhiều. Anh thấy thế này là nhiều lắm rồi. Ừ. Và bà con rồi. Cũng mổ được 3 con gà, nấu được 1 nồi. Ê, cái tiết anh thả vào đây nhá. Và anh thả vào đây. Ừ, cái tí nó tự chín. Mình đây là 3 con gà. Gà nuôi ở trong nhà đấy. Đấy. Đây là gà nuôi. À, cái này thì hôm nay là mọi người không mua gà ở chợ mà sẽ bắt chính những con gà. Bắt chính con gà ở trong nhà để mổ. Tại vì là thời gian vừa rồi thì anh Trao và anh Công Nguyên Đá là hai người đã luôn luôn đồng hành cùng bà con Háu Chua để có một con đường cho bà con nó được đi lại và các em nhỏ nó được đi học cho nó một cách thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Bà con phải tổ chức một bữa cơm để cảm ơn hai anh đó. Và đây chính là anh Long, là một người khách rất là quý của em ý. Ai quý hơn? Ai quý hơn? Cả hai đều quý ạ. Không, em chỉ được lựa chọn một. Giống như chị Sùng ấy. Chọn một thằng con rể thôi, bây giờ em phải chọn một người thôi. À, theo em nghĩ thì em nghĩ sẽ chọn cả hai. Nếu mà chọn một người rồi thì sẽ đi một người, em nghĩ không được. Mình thì khéo mồm lắm. Cha cũng chia sẻ một chút về câu chuyện con gà. Tức là ở đây thì cũng nhiều quý khán giả thắc mắc rằng là tại sao không nuôi nhiều gà lên. Nhưng mà để nuôi một con gà thì cũng rất khó vì nó không có gì ăn. Ngô chỉ để dành cho người thôi, gà không đủ ngô để ăn. Nên là khi mà mọi người đã quyết định là bắt những con gà của chính gia đình mình nuôi để mang ra mổ thì điều đó nghĩa rằng là cái bữa cơm này là một bữa cơm mà rất là quan trọng. Đó, chỉ có những cái dịp cực kỳ quan trọng, đặc biệt mấy mổ gà đúng không? Mấy mổ chính con gà. Hai anh là khách quý nhưng mà em nghĩ cũng phải nhờ hai anh để nấu cơm cho bà con ăn nữa. Tại vì là hôm nay đã là ngày kết thúc rồi. Thế bây giờ hai anh vẫn phải vào bếp đúng không? Vẫn phải vào bếp, tại vì là em nghĩ cực kỳ là nhớ những bữa cơm ngon của hai anh. Cái tay nghề của hai anh ấy. Nấu cho bà con ăn. Khách thì là khách, vẫn là người nhà đúng không? Vâng. Nếu mà làm được thì em sẽ kéo hai anh vào trong nhà để cùng chung nhau một cái nhà ấy. Em không muốn rời xa nữa. Thế là làm nhà cho anh Trao ở. Vâng. Thế bây giờ cho anh một miếng đất để anh làm nhà đi. Dạ em có. Em có đấy. Thế bạn có muốn ở chung với tôi không? Tôi sẽ ở chung với bạn. Em sẽ xây một cái nhà cho hai anh ở, khi nào mà bà con nhớ thì sẽ đến thăm. Nhưng mà phải kiếm cho anh bọn anh vợ nữa chứ. Bạn tham đấy. Bạn con rể chị. Đâu có anh thôi, anh chưa có kiếm cho anh một cô. Ôi, để em sẽ tìm và em sẽ kiếm cho anh một cô nhá. Thế nhá. Vâng. Thế cho bọn anh một miếng đất này, cho hai cô vợ nữa nhá. Và cũng cho lại mặt. Để trồng ngô nhá. Ở đây thì không làm được ruộng nhưng mà được. Phải trồng ngô. Được, cứ có vợ với đất là được rồi. Vâng. Bạn nhất trí không? Thế bây giờ mình là người Hấu Chua rồi thì vào nấu cơm thôi. Vâng, nấu cơm. Mình sẽ bắt đầu. Em xin mời anh hái tự nhiên nhá. Để nấu cơm với bà con. Cháy dì ơi, dì ơi. Chín rồi dì ơi. Vớt ra đi. Cháy đấy. Có dầu ăn nó nóng rồi, vớt ra đi. Cháy đấy. Thấy khói rồi. Em dì đang là lạc. Cái món này cũng dễ ăn mà tại sao từ trước giờ mình không làm nhỉ? Món này dễ ăn ngon mà. Có một món là món cá mắm. Cũng rất nhiều khán giả có nói rằng là tại sao không mua cá khô cá mắm ấy để ăn cho nó ngon đấy. Bà con có thích ăn cá mắm không? Cá mắm có anh ạ. Nhưng mà tiếc là mình không làm được món đấy nhỉ? Có nhưng mà chỉ nghe anh nói thế thôi, anh Mỹ cũng chưa ăn bao giờ. Cá khô ấy. Cá khô ấy. Cá khô ở trong chợ thì cũng có. Đấy. Thôi được rồi, thế bây giờ vì Mỹ cũng đang bắt đầu thời gian đầu làm YouTube đấy thì cũng rất là mong quý khán giả ủng hộ anh Mỹ để Mỹ có cái động lực để tiếp tục cái ước mơ của mình. Giờ ước mơ của em là làm đường để trẻ con đi học nhá, là xong rồi đúng không? Đúng ạ. Đấy, thì anh đã giúp em hoàn thành ước mơ đấy rồi đúng không? Giúp đúng bà ạ. Con hoàn thành cái khát vọng để có đường đi lại rồi đúng không? Đúng ạ. Đấy, thế bây giờ thì cái ước mơ cá nhân của em là làm YouTube thì phải thực sự cố gắng nhá. Cái ước mơ của em là con đường thì đã hoàn thành rồi. Thì có cái ước mơ mà làm YouTube của em thì em sẽ hứa với anh và hứa với cho các quý vị khán giả là em nghĩ sẽ cố gắng hơn là cố gắng nữa. Để sau này em nghĩ sẽ
thành đạt được cái ước mơ của em Mỹ. Còn ước mơ là... của tôi bạn là có một mảnh đất ở đây đúng không? Em Mỹ cũng rất là mong là quý khán giả sẽ ủng hộ em Mỹ để em Mỹ có thêm một động lực để làm YouTube giúp đỡ cho bà con ở trong làng. Thế hôm nay mua cả lòng à? Mua cả lồng ngoan ga nữa. Đây là anh Dễ vừa mới mang đi rửa ở trong bể về. Những món này đây sẽ là món gì? Nè. Xào hay là luộc? Thì xào. Xào à? Vâng. Mua dưa chua chưa? Hay là xào với cái gì? Bà con xào không. Xào không thì xào không, bọn nó cũng chắc không mua. Cũng được. Ớt chì trong dê à? Lấy một cái mâm để vớt gà đi. Xin giới thiệu với quý khán giả thân mến là hôm nay cũng có một khách rất là quý, nên là em mình sẽ đưa quý khán giả lên để thăm hỏi anh ấy. Mấy bao nhiêu tuổi này? Em xin chào anh ạ. Đây cũng là một khách quý của em mình nữa và cũng là của bà con Háu Chua. Xin hỏi anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Tùng. Anh tên là Tùng á? Ừ. Wow. Anh là anh mà để kéo điện cho bà con có phải không anh ạ? Anh chỉ đi nhận lệnh đi vào khảo sát trước thôi. Nhận lệnh vào khảo sát trước thôi à? Em chưa biết được. em cũng rất là cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn em. Hộ bà con thôi. Anh Mai vào giúp đỡ em gì? Nấu cơm đi. Thế vừa nãy mày không lấy đồ gì à? Thì nếu mà ở đây không là cái gì rồi thì sẽ nấu canh ở đây nhỉ? Hay là nấu thêm một nồi cơm nữa đúng không? Thì nồi này đó là nồi thứ hai, nấu được hai nồi rồi anh. Hai nồi thôi. Hai nồi rồi đủ rồi. Cái hôm trước mà không mua cái nồi to này là mình đến hai cái nồi bé. Cái nồi to này nhà bà có nhưng mà cũng quên mất. Đi ôm một suốt cho một kinh mà cho nên rồi chào. Chúng có khí là được không? Món chua à? Tao. Em nghỉ sẽ múc cơm này. Mất điện mới làm ra trẻ con được. Nhi lấy một cái nồi nữa để luộc thịt đi. Nồi đây có một cái mà. Nồi bé bé để cho thịt vào luộc đi. Sợ à? Gà chân đen xì à mọi người. Mà hấu rau hấu thì sao ạ? Đấy. Gà này là gà hàng tuyển đấy, hàng xịn. Gà Dế ơi, cho nước vào nồi để luộc thịt đi. Rửa nồi. Em Sử đang xuống để chở ông Của đến. Tại vì hôm nay là bà con ở đây cũng sẽ mời cả anh Của lên ăn cơm cùng với bà con ở trên này. Rồi. Đây cái đấy là làm gì ấy? Ông Của Trần qua đây là ông Của là em trai của bố chồng anh Cho. Ok. Ủa chị, ông này nó chỉ Trần qua hay làm gì em? Ông này chuẩn thừa. Ông này nó chỉ sao là tua à? Sao tua thì mình chỉ nói mà mua. Chưa hiểu hai cô này cô sẽ làm gì? Sẽ
em đã bảo ông là thế xong mà không đưa bà đến để hai vợ chồng cùng bế thí nữa, ăn cơm xong thì xuống làm việc, nhưng mà ông bảo là bà thì bà đang dệt lanh nên là không có thời gian để đến. Anh ơi, thế thì nấm này thì phải nấu như nào nhỉ? Chưa biết nấu. Này á? Nấm xào thôi. Nấm xào bình thường bọn em xào canh đúng không? Xào không làm canh đúng không? Xào thế thôi. Thì phải mang thêm hai cái nồi nữa nhá. Một gà lúc cảnh tôi này. Chúng gà tôi lúc tiêu lúc gì? Uống thì trong luôn này. Tiêu uống thì trong lúc này. Chú em nên lũi, lũi nghỉ thì chẳng là tôi, em nghỉ ăn cả lũi. MC à, còn em cho bây giờ là trang ramen của em nghỉ ra. Hôm nay thì có những cái món ăn rất là đặc biệt. Hiện tại thì em nghỉ có nhờ mình với Trao là hai bên là khách, nhưng mà vẫn nào giúp và con là nấu cơm. Đơn giản mà đúng không? Vì chắc cũng là những bữa cơm mà cuối cùng ở trên này rồi, không có nhiều dịp nữa. Tại vì là hôm nay là bữa cơm của bà con ở đây là bữa cuối cùng rồi. Thì anh Mỹ cũng muốn nhờ hai anh để giúp bà con nấu cơm ăn lần cuối cùng. Lần cuối. Bữa cơm cuối của kết thúc của con đường này. Anh chào em. Chào đá nhau, đây là anh Đá Tay Mỉa TV, là một người khách rất là quý của em và đã đồng hành cùng bà con suốt thời năm thời gian qua. Từ tháng 7 năm ngoái từ tháng tháng 7. Mùng 5 tháng 7, mùng 5 tháng 7 là hơn 3 tháng rồi anh ạ. Thực sự hôm nay cái cảm xúc nó rất là bồi hồi, hôm nay là bạn này và bạn nói là cứ lộn hết. Anh Mỹ thấy hôm nay thì anh Đá Tay Mỉa TV nó không muốn nói nhiều, tại vì là nó giờ sang bà con sắp giờ sang bà con rồi nên là anh ấy hơi buồn, nên là anh ấy không nói nhiều. Anh em sẽ nhường đường cho bác thời điện đi về, để mai bác còn mang điện lên bảng. Có vụ gì mà bác thời điện này khiến bà con cười và vui thế? Nào anh ơi, anh ở lại đây để ăn cơm cùng với bà con. Anh xin phép để hôm khác anh về. Nhưng mà bà con đã chuẩn bị cơm rồi mà, anh ở lại để ăn cơm cùng với bà con đi. Thôi anh xin phép. Chuẩn bị cả vợ cho anh rồi. Ờ rồi, vợ anh có rồi. Có rồi. Rồi chào mấy anh em nhá. Vâng, chào anh nhá. Có gì giúp bọn em nhá. Này. Cái đó thì tôi xong rồi nha. Các y này, chắc thì ta kia nên là phổ cá rồi nên là cho thủy lì. Rau cải này là mua hay là trồng đấy? Rau cải này mua về thôi anh ạ. Bữa cơm của hai anh em thì sẽ đến để hai anh em sẽ nấu một bữa cơm cho bà con ăn cho nó đỡ buồn. Thế là chỉ cho hai anh em này ở đây đúng không? Cho hai anh em này thôi chị. Nhưng mà có chị Úy lên đây rồi đúng không? Chị Úy thì phải ở với em Mỹ. Tại đây xuất ở cùng em Mỹ các bác ạ. Xin giới thiệu với quý khán giả là đây là một khách quý của em Mỹ. Và đã được 2 tuần rồi nhỉ chị nhỉ? 2 tuần rồi. 2 tuần rồi thì hai chị em mình mới được gặp nhau. Nhưng mà hôm nay thấy chị Úy lên đây thì em Mỹ cảm thấy cũng rất là vui và cũng rất là hạnh phúc. Kênh của em Mỹ là là Mỹ Vlog ạ. Vlog. Đúng kiểu em của cha Vlog đấy nhỉ? Dạ đúng ạ. Thì hôm nay chị cũng là khách mời của em, nhưng mà em cũng muốn để chị hỗ trợ bà con nấu cơm. À được mà. Bây giờ chị sẽ nấu canh nấm. Vâng. Nấu cơm. Xin chào mọi người. Anh Trao đang đang làm gì đây? Đang xào lòng. Đang xào lòng. Mày có thể ăn lòng không? Dạ có anh ạ. Thế thì ta xào lòng cho mày ăn đấy. Thì anh có cho thử không, cho anh một miếng? Chưa chín đâu.
Em thấy, vâng, em thấy ngon quá anh ạ. Ngon quá. Vâng. Ừ. Em ngửi thấy mùi đã thấy ngon rồi. Nhưng mà em bị là khéo mồm lắm. Dạ không. Ngon bảo ngon. Được. À. Nhưng mà em thấy ngon thật mà anh. Cái mùi này là bị để bóng đấy. Khéo nhất hấu chua rồi. Dạ không anh ạ. Nam mám rồi này. À, anh Châu là một cái anh nuôi cũng rất là khéo tay. Như thế là nhiều chỗ ăn mà cũng rất là khéo tay đấy. Khán giả mà muốn ăn cơm Châu nấu thì có thể lên hấu chua. Vì mấy em nữa thì Châu nghỉ sẽ cho Châu đất làm nhà. Và đang ở chung với anh Long và chung với bà con ở trên hấu chua này. Sẽ cho mỗi thằng một cô vợ nữa. Và bà máy sẽ hai anh em này sẽ không rời sang bà con nữa. Ôi trời cái bụng mình. Thằng này mấy tuổi ấy nhỉ? 19 tháng. 19 tháng á? Bây giờ 19 tháng là hơn 1 tuổi thôi, chưa được 2 tuổi. Con này ăn được một cái này nữa không? Được hả? Nhưng mà phải khứa cái... Không có gặm được hết thôi mà. Này cho con. À đây bố cho con. Mấy hôm trước sao chị không lên á? Cái này chị bận. Chơi luôn. Với cả là không thấy ai nhắc đến chị nên là chị không lên. Đệ tử của bố Tùa. Thịt nó rơi vào nước rồi kìa. Sẽ có cũng là một ngày cơn mưa quả tặng. Rất là nhiều món quà Sao đã chuẩn bị rồi. Đi, ai mà nhà có hai người thì một người ở lại bày cơm. Còn đại diện ra lên trên này đi. À, anh Chủ sinh năm 92 nhưng mà vợ sinh năm 94 cơ. Đấy, lấy được vợ rất là trẻ. Đây, anh lấy một phần quà nhé. Đây đây, ngủ đây. Đây này. Yeah. Đây này. Ngồi đây. Con si. Ơi. Đây. À, con đứa con này chưa có ghế à? Mấy chị em ơi, đi mang thêm ghế đi, không có ghế đâu. Ni ở mi to hả? Đây là mầm non tương lai của hấu chua. Này lau mũi. Xem trẻ con một tí đã. Nó mồm à. Đi nào các mẹ đi xuống nhá. Vâng. Phân công một người ở đây quản lý này. Đây. Này. Má là tu thế hả? Ý à? Tôi đi. Chị trông giỏ to mà sao nó thế giống nó hả mẹ à? Mình chào chị cười chán hẳn chả. Ừ, chị trông giỏ to mà sao nó thế giống nó. Má mả chả mình chính thua là á. Thu tù xí hỉ à. Xí xí chị giỏ mà sao nha, nếu nó trẻ to nha. Cô hẳn chê hả? Nếu như là nếu của đi. Chả mà chê hẳn hẳn chê chê lấy cho mẹ tí tính. Chê cua nha. Chê đi hả? Nó tả mà chê đâu nè mà. Nó chuẩn bị.
bỏ mình mang nha. Mình đi. Ừ. Nào không còn ghế thì bác mang ghế đi nhá. Ghế có của hả? Bác mang ghế đi ăn cơm nhá. Ông cả tu tú mẹ nó mở nhé. Hi. Nó mở cá chỉ cá à? Nó mở ni cá chỉ cá ni à? Son chứ na hả? Em nghĩ xin mời quý khán giả ăn cơm cùng với bà con. Ăn cơ cùng với bà con ở trong làng Háu Chua. Hôm nay là một cái ngày tổng kết khánh thành. Nên là cũng em bà con ở trong này cũng không chuẩn bị được nhiều món. Nên là xin mời quý khán giả hãy ăn cơ cùng với bà con. Xin cảm ơn. Cảm ơn Mỹ nha. Tôi mời các bác ở trên kênh của em Mỹ là dùng bữa trưa cùng với bà con ở trên thôn Háu Chua. Một cái bữa cơm đặc biệt nhất trong những cái ngày mà cùng nấu cơm ở trên này, đó là cái bữa cơm hoàn thiện tuyến đường đúng không? Đúng ạ. Thì nếu như bây giờ có bác nào lên đây thăm đường ấy, thì mình có mời các bác ăn cơm không? Dạ có ạ, anh Mỹ sẵn sàng chào đón tất cả quý khán giả và anh chị em ạ. Thôi được rồi, dạ, ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi.